Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em xin làm một cái video để báo giá cho mọi người biết về những chiếc xe hiện tại đang có mặt tại cửa hàng của em. Và những chiếc xe mà em đang có cũng như là một số xe nữa thì đang ở trong Sài Gòn chuyển ra. Và một số cơ số nữa thì đang cho đi spa ở xưởng nhá mọi người nhá. Thì chiếc đầu tiên, bây giờ em xin chia sẻ chiếc đầu tiên nhá. Đây là chiếc Ford EcoSport bản 1.5 Titanium, sản xuất năm 2017. Giá em bán 470 triệu. Trước khi giới thiệu tiếp những xe tiếp theo thì em xin gợi ý với mọi người nhé, tất cả những chiếc xe mà em quay ở đây thì đều có video rõ ràng từng xe rồi, nên là nếu như anh chị nào muốn xem chi tiết cận cảnh từng xe thì có thể bấm vào kênh YouTube này của em để xem được từng video từng chiếc xe một mọi người nhé. Tiếp theo, chiếc này là Honda City, bản top, sản xuất năm 2019 ấy. Đó. Sản xuất năm 2019. 510 triệu. 510 triệu đồng mọi người nhá. Honda City sản xuất năm 2019, màu trắng biệt Sài Gòn. Đó. Ở đây cũng có một chiếc City nữa nhưng mà chiếc này thì em nhận cọc rồi. Đó, nếu như anh chị mà theo dõi em qua kênh mạng xã hội thì anh chị biết em cũng có nhận cọc chiếc này và em có lên sóng rồi. Tiếp theo ở đây là chiếc Mazda CX-5, sản xuất năm 2017. Mazda CX-5 sản xuất 2017, màu trắng bản 2.0, biển số Sài Gòn. Xe này em bán cực kỳ êm nhá, 675 triệu, 675 triệu màu trắng đó. Tiếp theo ở đây là chiếc Lexus RX 350 đó. Chiếc này em bán giá cực kỳ ưu đãi so với giá cũ của em nhá. Chiếc này giá rất là êm đó, Lexus RX 350 2016. Chiếc này 2 tỷ 999 triệu. Đó, chưa đến 3 tỷ đồng mọi người nhá. Cực kỳ rẻ, cực kỳ êm. Đó. Lexus RX 350 sản xuất 2016 ạ. Tiếp theo thì đây là chiếc Honda City sản xuất năm 2014. À xin lỗi mọi người, 2016 ạ. Chiếc này của em sản xuất 2016 ạ. Honda City sản xuất năm 2016. Màu nâu, biển số Hà Nội. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán với giá là 415 triệu mọi người nhá. 2016, 415 triệu. Đây là chiếc Tucson Turbo. Chiếc này thì em nhận cọc rồi mọi người nhá. Một số xe ở đây em nhận cọc, lát nữa em sẽ quay cho mọi người. Đó. Turbo 2017. Bản Turbo em bán rồi mọi người nhá. Đây là chiếc i20 bản Active, i20 Active sản xuất năm 2017, xe nhập khẩu Ấn Độ, nhập nguyên chiếc mọi người nhé. Xe chạy có 5 vạn km thôi, rất là mới. Chiếc này em bán 465 triệu. Đó. 465 triệu. Đây em có một chiếc Honda HR-V. Chiếc này là bản L, bản cao cấp nhất, sản xuất năm 2018. Đó, sản xuất 2018. Màu đen, biển số Sài Gòn. Chiếc này em bán 715 triệu, 715 triệu mọi người nhá. Đó. Ở đây thì có chiếc GLC thì em nhận cọc rồi. GLC nhận cọc rồi và ở đây có Accent nhận cọc. City ở trong kia cũng nhận cọc. Hai chiếc Sorento này thì em đều bán cả rồi. Chiếc Optima này cũng bán rồi ạ. Đó, nếu như anh chị thường xuyên theo dõi em thì anh chị biết Optima này em cũng nhận cọc rồi. Ở bên trong đây có một chiếc Accent nữa màu đỏ đó. Chiếc này thì em cũng nhận cọc rồi mọi nhá. Đây là chiếc VinFast Lux SA màu đỏ, biển số tỉnh. Giá thì cực kỳ êm, cực kỳ hợp lý, 1 tỷ 095 triệu. Chắc chắn luôn là không có ở đâu bán cái giá này đâu. Tất cả đều bán trên 1 tỷ mốt rất là nhiều. Còn chiếc này em bán có 1 tỷ 095 triệu thôi. Giá rất là rẻ. Bên đây thì em còn một chiếc Hyundai Tucson. Đây. Đây, đó. Hyundai Tucson sản xuất năm 2019. Đó. Đây ạ. Hyundai Tucson sản xuất 2019. Màu trắng. Biển số thành phố. Xe chạy 3 vạn km. Hiện tại thì chiếc xe này của bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 810 triệu mọi người nhá. 810 triệu cho một chiếc Tucson sản xuất 2019 bản 2.0.
Đó. Ngoài ra nữa thì bên em còn rất là nhiều dòng xe ô tô khác. Ví dụ như là có một chiếc Tucson nữa, máy dầu, sản xuất 2019, Tucson máy dầu màu đen biệt tỉnh. Chiếc đó thì em cũng đang bán ở trên thị trường với giá là 850 triệu cho một chiếc Tucson màu đen biệt tỉnh, máy dầu mới nhá. Còn thêm khá là nhiều dòng xe khác để cho quý anh chị lựa chọn. Hyundai Santa Fe đời 2021 có màu đen và màu đỏ mận. Có hai bản, đều là bản dầu full. Màu đen em bán 1.090.000, còn màu mận thì em bán 1.080.000 biển số Hà Nội nhá, màu mận 1.080.000 biển số Hà Nội. Tất nhiên là anh chị nào thiện chí thì cứ alo cho em, alo trực tiếp thì em sẽ bớt giá và thương lượng cho anh chị. Em có một chiếc C200 sản xuất năm 2017 đang trên đường về mọi người nhá. C200 sản xuất 2017, màu trắng biển số Hà Nội. Chiếc xe đó thì em đang bán ở trên thị trường với giá là 1.095.000 cho chiếc C200 sản xuất 2017 hộp số 9 cấp mọi người nhá. Thêm nữa nhá, em còn một chiếc em còn hai chiếc Ford Everest màu trắng và màu đen, đều là biển số, một là biển số Sài Gòn, một biển số Hà Nội, đều với giá là 1.035.000 Ford Everest mọi người nhá, bản máy dầu một cầu. Tiếp theo nữa thì em còn Xproser sản xuất năm 2019, tên công ty xuất hóa đơn trước đấy em đang về nhá, đang xử lý rồi ạ. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai em sẽ lên video cho mọi người xem trước đó. Xproser sản xuất 2019, đó, màu đen biển số Hà Nội, xe công ty xuất hóa đơn được 1.2 tỷ. Trước đó thì hiện tại em dự kiến nha, bây giờ em hiện tại em đang dự kiến bán 1.950.000, nó 1.950.000 mọi người nhá. Thì tất nhiên là anh chị cứ xem xét, nếu như thiện chí thì sau khi lên video có thể giá em sẽ cập nhật ưu ái hơn hoặc là thay đổi như nào thì em sẽ báo lại anh chị sau. Thêm nữa thì em còn rất rất nhiều những Lexus LX570 hay là các dòng khác nữa. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị có thể bớt chút thời gian qua trực tiếp cửa hàng của em để xem xe và trải nghiệm thực tế về từng chiếc xe của bên em, cũng như là có thể mua đổi các dòng ô tô đã qua sử dụng của bên em. Bên em có dịch vụ giao xe toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị, và có full lịch sử, anh chị có thể check hãng thoải mái. Em là Song Thảo, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng em trong video này. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Anh chị có thể inbox trực tiếp em qua Zalo, số điện thoại em đang để trên màn hình để trao đổi và thương lượng về giá cả. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.